Hello, mình là Nam Ngô Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát Thì mình cũng muốn đổi mới chút xíu trong cái farm Ốc nổi lên trên, này. ốc còn sống luôn nha Dọn dẹp cái hồ này, cái hồ này rong rêu rất là nhiều Ôi, mực nước cao quá, bây giờ không biết xả nước nó, nó có xuống không nữa nè Ba nằm đâu ta? Ba sẽ nằm bên đây quá Trời nước lấp cái mất tiêu cái ba luôn rồi Rồi, mò được cái van đây, à. nước ngập sâu quá Không thấy vị trí cái anh đâu hết Yeah. trời ơi cái lật nước à, vừa chả này vừa kể câu chuyện cho các bạn nghe chơi là phúc hay là Họa chưa có chưa biết trước được á hello mình là nam ngô ok các bạn ở đây thì hôm nay à, bắt đầu là gần gần tết rồi có những cái công việc nhà nó bắt đầu phải dọn dẹp ha thì mình cũng muốn đổi mới chút xíu trong cái farm thì à, đây là cái hồ tắm rùa bữa giờ thấy mưa quá trời luôn mấy bữa nay nè năm sáu ngày nay mưa mưa ốc ốc nổi lên trên này. ốc còn sống luôn nha à, hôm nào rảnh rảnh mình sẽ quay mấy bạn ốc này cho các bạn coi nha không biết ăn được không nhiều lắm vòng vòng đây mấy chục ký luôn á nhiều lắm ok bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái hồ này cái hồ này rong rêu rất là nhiều ồ mực nước cao quá bây giờ không biết xả nước nó, nó có xuống không nữa nè ở dưới đây nó có cái van nha các bạn Ui. Mưa quá nó lầy Nó nổi sình lên luôn Ở dưới này có một cái van nước Đâu rồi Lắp luôn cái van này Hết thấy đường luôn rồi Van nằm đâu ta Van chắc nằm bên đây quá Từ cái tâm của cái hồ đó chỉ qua bên đây mò hoài không ra van luôn. Trời ơi, nước lắp cái mất tiêu cái van luôn rồi. Rồi mò được cái van đây à nước ngập sâu quá không thấy vị trí cái van đâu hết. Ây dạ, nặng dữ. Dạ, trời ơi cái lực nước không dẫn nổi cái van luôn. Ôi dạ, ôi dạ. rồi nước đang 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 chảy xuống đó các bạn mình sẽ trà sạch tiêu này nhà mọi người ăn tết chưa <laughs> mệt quá nội mở cái bàn không mà thấy mệt rồi lúc này thức coi đó bánh dày khuya mệt Ok các bạn mình thấy Mình thấy cuộc sống này nó cũng có nhiều cái hay đó các bạn Vừa chạ này vừa kể câu chuyện cho các bạn nghe chơi Đôi khi mình thích cái câu có cái câu gọi là Là phúc hay là họa chưa có Chưa biết trước được á Thì có mấy câu chuyện này nó xảy ra với mình Thì Giống như mình hay nói chuyện vui á ở ngoài đời mình hay nói chuyện vui có cái từ gọi là chết trước cửa bệnh viện á nghĩa là gần gần đạt được mục đích rồi gần đến đỉnh vinh quang rồi là có sự cố xảy ra chặn con đường đó đi của mình luôn thì à, các bạn biết cách đây mấy năm mà, mà à, khi mà mình 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 mình, à, mình chuẩn bị làm ra được zombie với Dracula các bạn lúc đó là phải nói là cảm xúc nó dâng chào luôn rất là hưng phấn luôn mình nghĩ rằng mình sẽ sẽ coi như là có thể phát triển một cách bùng nổ các thứ này nọ các thứ. Hai, à, tập trung được những cái con giống đẹp nhất rồi à, rất là nhiều hy vọng là sẽ làm ra được cái màu mới. À, à, đặc biệt mà thế giới nó chưa có thì lúc đó trong người mình nó, nó rất là 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 nhiều cái nhiệt huyết luôn các bạn. Cảm giác giống như là lúc đó là là qua được cái ải này rồi coi như là là à, không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi đó. Cảm xúc lúc đó nó dâng trào như vậy. Đặt hết cái tâm tư đặt hết cái hy vọng vô của tương lai vô cái chuyện đó luôn thì đùng một cái là có sự cố các bạn đó, luật đồ nó quy định là nó không có được nuôi thế này thế kia này nọ muốn nuôi thì phải đăng ký lúc đó là mình rất là rất là si sập luôn các bạn rất là si chép luôn tại vì mình, mình đã dành rất là nhiều cái thời gian cũng như là đầu tư rất là nhiều công sức tiền bạc vô đi theo cái mục đích mà mình mong muốn thì tự nhiên nó, nó thay đổi một cái làm cho cái cái gọi là cái thành quả của mình nó giống như là tờ giấy luôn à, nó không có giá trị gì hết đó đó là cái thứ nhất ha thì tự nhiên là đang nuôi bình thường cái là à, gọi là những cái quy định mới rồi được cập nhật Đồ này nọ thứ nó làm cho mọi cái của mình nó nó trở thành con số 0 luôn đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái kênh youtube của mình ấy, thì các bạn biết là ngày trước mình có làm mình làm xong ấy mình cũng bị cái tật làm không nói, nhưng mà phải để cho nước nó rút rút chút xíu Nước nó rút rút thì mình bắt đầu mình chà những cái trên cái thành này Cái kênh YouTube của mình á Thì à, Mình mới mở lại đây ha, mình mở đã 3 năm rồi, mình mới mở lại đây một thời gian <laughs> Thì lúc đó cũng rất là sung Anh em à, à, Ý định ban đầu của mình á, là mình quay bò sát thôi, tại vì mình là chuyên về cái này Có nhiều cái trải nghiệm với nó, có nhiều cái Gọi là À, tìm hiểu về nó nhiều cái kiến thức đồ này nọ cái thứ thì muốn chia sẻ với các bạn cho nên là cái mục đích ban đầu của mình á, là mở cái kênh để chia sẻ về iguana thì uh, đang rất là hưng phấn ha uh, uh, làm được rất là nhiều các clip uh, gửi đến mọi người để cho mọi người hiểu hơn rõ hơn về con iguana này đó thì uh, được anh em quý mến rồi uh, cộng đồng mạng uh, cộng đồng mạng ở Việt Nam nè rồi những người bạn ở uh, nước ngoài rồi à, bà con việt kiều cũng có coi nữa, đó thì cũng có liên hệ quen biết được rất là nhiều người nhờ con iguana mà người ta biết đến mình thì đùng một cái lại à, lại nhận được cái mail của cơ quan chức năng là nói là không có được quay về đề tài bò sát nữa bởi vì cái định danh của nó là động vật hoang dã thì khi chúng ta quay như vậy là chúng ta cổ suý nuôi động vật hoang dã thì à, tất nhiên là mình phải tuân thủ rồi mình phải tuân thủ điều đó thì à, rất là suy si sập luôn lại rất là suy si sập à, mọi thứ mà mình đã tính toán hết rồi đó là cái điểm mạnh của mình đó là cái điểm mạnh của của, của mình nhất để mình có thể gọi là à, gửi gắm đến khán giả đầu này nọ thứ thì bây giờ lại không được quay về cái đề tài đó các bạn biết à, làm youtube á, thì chúng ta sẽ có một cái chọn những cái đề tài mà mình mình mạnh để mình làm đúng không thì cái đề tài bò sát của mình là đề tài mạnh thì mình chọn nó để mình làm cuối cùng lại không được quay bò sát các bạn, Lúc đó tính ốp kênh lại, tính tính đóng kênh luôn á, à, gọi là gọi là là buồn, ơi là buồn luôn, suy si sập luôn, tại vì à, à, cái đó là đam mê của mình mà mỗi ngày mình được làm việc với nó, à, mình được à, tương tác với nó, rồi mình được chia sẻ những cái điều mà mình à, đúc kết được, những cái điều mà mình à, à, ghi nhận được, à, mà bây giờ không được chia sẻ gì nó rồi rất là khó ăn nói với lại à, à, các bạn mà yêu thích iguana à, các bạn hỏi rất là nhiều anh ơi giờ à, sao lâu quá anh không có quay bò sát rồi à, iguana đi anh rồi này nọ các thứ rùa đi anh thì lúc đó là mình cũng rất là là suy si sụp luôn á tính là đóng kênh lần hai á nhưng mà rồi mình nghĩ à, nếu mà đụng chuyện gì mà cũng khó khăn kiểu này á xong ấy, ấy bỏ cuộc á thì nó nó dở quá cho nên là mình quyết định mình phải chuyển hướng ha mình phải vực vệ dậy cái tinh thần của mình và phải chuyển hướng phải cố gắng duy trì cái kênh đó và mình sẽ bổ sung giấy tờ để từ từ cái chuyện nó 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 được công nhận được pháp luật công nhận thì các bạn biết nhờ như vậy á nhờ như vậy nó mới dẫn đến cái việc là mình thử đi review cái cái công việc mà đi review của các các bộ môn anh em chơi những cái bộ môn khác cũng như là những cái best shop rồi này nọ đó là nó không hề có trong cái cái suy nghĩ của mình không hề có trong cái uh, tính toán của mình lúc mình lập kênh ra là mình không hề nghĩ cái chuyện đó luôn chỗ làm ăn vậy á mấy con đậu lúc vậy sao nặng vậy hai con đậu lúc luôn hả vậy không á có có một con đậu thì mình quen cái lực nó hai con đậu mình mới thấy nặng à đó bạn thấy không nông dân chính hiệu luôn thì á là nói tới đâu mà mày làm tao phân tâm quá à, trong đầu của mình á là không có ý định đi review à, này nọ các thứ đâu cho nên là cái công việc review đó cũng là lần đầu tiên mà mình mình làm luôn nhưng mà à, bởi vậy ngay đầu clip mình nói đó, đôi khi là 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 phúc hay là quạ thì chưa biết được à, thì nhờ nhờ là bị không được phép quay quay về bò sát nữa thì tất nhiên là cũng sẽ bản thân mình cũng sẽ có một chút tiếc nuối và gây tiếc nuối với lại những những bạn mà yêu thích về bò sát. Đó, à, tuy nhiên cũng nhờ vậy mà mình bước qua một cái công việc mới. À, mình quyết định là phải giữ cái kênh Nam Nam Ngô Farm để có thể kết nối chia sẻ với lại mọi người trên khắp cả nước và xa hơn nữa. Cho nên là mình quyết định giữ cái kênh và để chuyển hướng cho nó không có bị vi phạm À, những cái uh, quy định của pháp luật á, thì mình chuyển hướng mình đi review thì cũng nhờ các bạn thấy nhờ đi review thì uh, mình lại mở rộng được cái uh, cái đối tượng người xem uh, đông hơn, mọi người biết đến mình nhiều hơn. Và mình uh, bản thân mình cũng học hỏi được rất là nhiều kiến thức từ những anh em khác của những bộ môn khác cũng như là cái cách đi review tất cả mọi thứ thì uh, uh, có một cái uh, tin uh, uh, bản thân mình cũng thấy vui có một chút tự hào cũng muốn khoe chút là nhờ như vậy mà hiện nay mình có thêm một cái chớp mới mặc dù là nó không phải là chớp chính nó nó cũng nó cũng nhưng mà nó cũng thứ nhất là nó nó làm cho mình cảm thấy một chút gì đó tự hào nghe là mình cũng có giá trị và cái người cái đối tác á, người ta cũng cảm thấy mình có giá trị có thể giúp ích được cho người ta nghe là hiện nay mình mình được người khác bút xô đi review các bạn à có nghĩa là người ta công nhận công nhận cái điều đó tất nhiên mình thì không chuyên cho cái việc review ha à, à, nếu mà mình review một cái uh, sản phẩm một cái shop gì đó thì với cái uy tín của mình là mình cũng phải check trước check trước coi nó nó như thế nào nó ổn không chứ không phải là là thuần uh, uh, nhận hợp đồng xong rồi sẽ nói theo cái uh, cái ý của shop đó mà mình chỉ là gọi là đúng nghĩa review là cảm nhận cá nhân luôn á chứ không có à, gọi là không có móc nói hay gì cả đâu nhưng mà vui cũng nhờ những cái à, những cái sự cố trong cuộc sống như vậy á thì nó thứ nhất là mình cũng thấy bản thân mình nó mạnh mẽ nè ha mạnh mẽ có nghĩa là khi mà đụng chuyện là là phải à, mạnh mẽ để đối mặt đối mặt với vấn đề và đưa ra phải tỉnh táo để đưa ra những cái hướng xử lý đúng ha hướng xử lý sai là gì hướng xử lý sai là khi đã được cảnh báo rồi mà vẫn ngoan cố đó là một cái hướng xử lý sai ha thì à, mình phải à, đó mình, mình 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 lắng nghe mình tiếp thu và mình thay đổi sau đó là nhưng mà với điều kiện là mình vẫn tiếp tục bước tiếp thì nhờ mình bước tiếp như vậy là mình à, phát hiện ra là mình cũng có một cái khả năng à, đi review rồi cũng được à, mọi người công nhận và bút show trời trời phá quá trời quá rồi bút show đi review đó, thì uh, mình chỉ muốn nói với các bạn là đừng có bỏ cuộc, thế thôi. Mọi chuyện đằng sau đó đó thì mình chưa có biết trước được. Giống như mình mình có kể mấy câu chuyện hai câu chuyện với các bạn đó, coi như là lúc mà mình đang hưng phấn nhất, đang gọi là sung sướng nhất, cảm giác là mọi cái nó nằm trong tay hết, mình rồi trong tay mình hết rồi, ha không có điều gì có thể uh, cản mình được nữa thì có một cái sự việc nó xảy ra và nó phá nát hết tất cả những kế hoạch của mình luôn. Thì thật ra mình điều này nếu mà bạn nào mà gọi là hơi gọi là cố chấp hơi gọi là nặng nề vấn đề nhìn vấn đề nó không có được thoáng có thể là suy si sập luôn á có thể là suy si sập luôn á nhưng mà mình thì mình nói chung tính của mình trước nay luôn là vậy mình đã chia sẻ rất là nhiều lần thì mình mình là từ người sống nhỏ lớn là nó thiên về cảm xúc thì cái cảm xúc nó sẽ cho mình nhiều cái sự thăng hoa bên cạnh đó là mình cũng gặp rất là nhiều cái sự cố do cái cảm xúc nó mang lại tại vì nó nó cảm xúc mà các bạn đôi lúc nó nó quá cao hứng đi, có lúc nó nó lại xuống thấp quá, chứ nó thiếu cái cái lý trí trong đó lắm thì à, cuộc sống của mình hồi đó giờ rất là nhiều thăng hoa nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là nhiều cái cái sự cố à, thì sau này á, thì mình có à, gọi là phải nhìn nhận bản thân mình nó khuyết ở điểm nào rồi mình uh, điều chỉnh ví dụ như mình thấy mình uh, đôi khi là mình chiều uh, chuộng cảm xúc mình quá và mình cứ làm những cái theo ý thích không à uh, mà mình cũng không có quan tâm với mọi thứ uh, xung quanh uh, một cách nó nó thấu đáo một chút dẫn đến là mình sẽ có nhiều cái uh, nhiều cái vấn đề xảy ra đến với mình đó uh, thì uh, uh, mình nhìn nhận được như vậy cho nên là sau này mình sẽ uh, Uh, vừa cảm xúc mà kết hợp thêm cái lý trí nữa Để cho mọi việc nó Nó thuận lợi hơn Nó không có bị uh, những cái sự cố uh, đáng tiếc xảy ra uh, Mà quan trọng nhất là Cái tinh thần của chúng ta nó phải không có được đầu hàng ha uh, Tưởng là có thể uh, Một bước lên mây nổi tiếng Khi mà làm ra được Zombie Dracula uh, Tuy nhiên là Những cái quy định nó hiện hành cho nên là uh, Cũng không có xô được mọi thứ nhớ như ý Cũng phải uh, khép mình lại đó tính quay về bò sát tại vì uh, mình gành cái đó hơn thì tính chia sẻ với mọi người về đề tài bò sát thì cũng không có được quay về bò sát luôn đó thì uh, nếu như uh, một người khác hoặc là một cái trường hợp nào khác thì người ta có thể người ta sẽ uh, suy sụp buồn bỏ kênh bỏ không làm nữa hoặc là chuyển qua chán nản uh, lâu lâu quay clip thôi này nọ có nghĩa là cái cái quá trình mà nản các bạn nó không nản liền nhiều khi à lâu lâu quen clip lâu lâu quen clip thôi nhưng mà mình mình dành ra một ngày để mà mình ngồi mình mình suy nghĩ lại coi bây giờ mình nên đi tiếp hay mình nên dừng lại thì quyết định là mình nên đi tiếp đi tiếp thì nên chọn cái nào đi đó thì mình quyết định là mình chọn cái nó nó đang gần gũi với lại cái cái sở thích của mình và nó cũng đang hỗ trợ có thể hỗ trợ cho ai đó à, thì mình quyết định là mình đi review à, thì nhờ review như vậy thì lại <laughs> lại ra một cái 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 hướng mới và các bạn biết á, thật sự mà nói nếu mà quay youtube mà chỉ quay riêng về bò sát không á thì cái đường nó rất là hẹp tại vì chủ đề nó có giới hạn ha đối với một con bò sát thì nó quanh đi quẩn lại vẫn là cho ăn này nọ các thứ thôi có những cái đề tài nó hấp dẫn chuyên sâu á thì lại không thể quay được vấn đề là nó đôi khi là nó lại dính vô cái nguyên tắc cộng đồng của của youtube cho nên là phải né tránh đó, chứ làm youtube không phải là dễ ha các bạn ha nhiều người thì cứ nghĩ là dễ quay lên rồi nói 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 vài câu rồi, thì mọi người nghĩ là dễ ai làm cũng được nhưng mà nó rất là khó Ở ngoài chuyện chúng ta phải truyền tải thì chúng ta phải né tránh có những cái vấn đề mà à, nó 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 phạm vô cái quy tắc cộng đồng á thì chúng ta phải né tránh nó đi nhưng làm sao đó vẫn phải truyền tải được cái 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 thông điệp cái câu chuyện mà chúng ta muốn truyền tải à, nó khó chứ nó không có dễ thì à, à, nhờ vậy mà con đường mình giờ nó rộng hơn À, mình à, đi quay chia sẻ về những cái bộ môn của những anh em khác thì à, cái đối tượng xem của mình đó, nó không không đơn thuần là những người chỉ yêu thích bò sát mà người ta có thể yêu thích à, người ta thích yêu thích động vật yêu thích bét nhưng mà người ta thích một cái dòng khác chứ người ta không có thích bò sát đó, thì mình cũng phục vụ được cái đối tượng khách hàng nó rộng hơn con đường của mình nó rộng mở hơn đồng thời á, là mình cũng sẽ kiếm thêm một cái nguồn thu nhập nó nó cũng không phải là cái gì đó nó nó nó, nó tiên quyết nhưng mà nó nó cũng vui các bạn kiếm được chút cũng vui đúng không thì nói chung đó là cái sự công nhận của người khác dành cho mình đó thì mình uh, uh, trò chuyện với các bạn chỉ muốn nói với các bạn là đừng bỏ cuộc khi gặp bất cứ chuyện gì á khó khăn cách mấy thì chúng ta phải tỉnh táo gán um, giữ vững cái tinh thần của mình để mà tiếp tục bước tới Ha, cái chuyện xấu khó khăn cỡ nào thì nó cũng qua thôi chứ đừng có mà gọi là suy si sụp buồn rồi có những cái hành động nó nó, nó đi lệch với lại cái cái mục đích ban đầu của mình với cái tiêu chí của mình đó rồi từ từ mình sẽ bị gọi là trôi dẹt tùm lum luôn đó thì nó là vậy à, đó là đó là những cái câu chuyện gần đây nhất mà mình kể cho các bạn để các bạn dễ hình dung thôi còn rất là nhiều câu chuyện khác mà nó cũng kiểu kiểu như vậy trong suốt cuộc đời của mình hồi xưa mình là mình đã có chia sẻ một lần là mình là bị uh, bị tai nạn giao thông các bạn bảy uh, uh, gọi là gì ta bể đầu á gọi là gì chấn thương sọ não á phải mổ lật cái đa, mặt ra thì các bạn biết là cái thời điểm mà mình bị té là cái thời điểm mà người ta gọi là gì thanh xuân á có nghĩa là thời đó đang đỉnh cao phong độ nhất luôn đang đẹp trai ngời ngời luôn à, lúc đó là mặt cái mũi này là thứ nhất cái chén này các bạn nhìn dưới cái góc độ ánh nắng các bạn sẽ thấy nó bị mớp ha à, nó bị mớp thì cái chén ngay chỗ này của mình là bằng titanium cái lỗ mũi của mình là bằng silicon thì cái này là do cái hậu quả của cái việc mà chạy xe máy bị tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do nhậu à, mình cũng nói luôn à, nhậu thì à, sắp tới là những tháng à, cuối năm này nè tiệc tùng liên quan tất niên đồ nhiều thì sẵn qua clip này gửi gắm tới các bạn à, nếu mà có đi nhậu á, thì cứ lên taxi xe ôm công nghệ đi thời bây giờ mấy cái chuyện này nó rất là dễ dàng và chi phí nó cũng rất là dễ chịu ăn nhậu xong lên xe người ta chở về tới nhà là lăn lên giường ngủ thôi là ngủ giấc tới mai tới sáng là mọi chuyện nó vẫn êm đẹp bình thường tết ăn tết vui vẻ vợ con đầy quề ha chứ còn giờ nhiều khi đi nhậu vui vẻ nhiều khi có những cái chầu nhậu rất là vớ vẩn nhưng mà gây ra tai nạn nó nó nó, nó đáng tiếc đau lòng cho cả người đi và người ở lại luôn Không, nhiều khi rủ ra uống vài chai về là vui quá uống quá lố nói chung là nó không phải là một cái tiệc quan trọng thí dụ đó là một cái tiệc quan trọng thì uh, có quá chén thì nó còn lý do còn nhiều khi uh, rủ ra uống vui thôi mà lát xong quá uống xỉn xong ấy coi như là không có sự chuẩn bị trước thì dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng ha thì lúc đó mình hai mấy tuổi á sức khỏe uh, gọi là kiểu hình bên ngoài mặt tiền đang rất là giữ dành dệnh đang rất là phong độ Lúc đó trong tài khoản của mình cũng đang có rất là nhiều tiền ở dạng chứng khoán. Thì lúc thời điểm đó là giá chứng khoán nó đang ở cái đỉnh cao. Đang cái cái gọi là lúc đó nó mới vào Việt Nam à. Năm chắc 26 25 26 gì đó. Thì nó nó cũng mới vào Việt Nam thôi. Thì thật ra cái cổ phiếu đó mình cũng được uh, uh, tự nhiên nó lên sàn rồi nó lên giá này thôi. Lúc đó cũng may mắn. Thì cái khối lượng tài sản mà mà lúc đó của mình nó cũng nhiều nữa các bạn đi nhậu về xong rồi té xe chạy xe máy ha, chạy thì lăn té xe thì uh, các bạn biết là cái 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 coi như là xém chết á xém chết rồi nằm bệnh viện cả tháng trời để uh, mổ đầu ra sắp xương đầu lại tùm lum thôi cái này mình đã kể rồi lướt lướt qua thì các bạn biết là trong cái thời gian đó là mình nhìn vô gương của mình là mình muốn sập xuống luôn á tại vì đang đẹp trai mà đang được rất là trẻ trung sức khỏe rồi, chơi thể thao rồi, tiền bạc rồi à, đang thời tuổi trẻ mà trai gái rồi, rất là 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 sung tự nhiên cái mặt trội nó lõm một cục các bạn y như cái dũng này luôn nè các bạn hình dung trên chán mình cái chỗ đang mớp lại giống cái dũng này nè nó nó mớp sạp nó lõm xuống luôn có như là nằm ngửa mà đổ nước vô là nó thành cái dũng á rồi lỗ mũi thì xẹp xuống gãy cái lỗ mũi mình đáng lẽ là nó không có hỉnh như vậy đâu nhưng mà do nó đập cái mặt vô cái cái đầu xe đi lăn á nó, nó chấn cái cái lỗ mũi mình nó hỉnh lên nè à. rồi cái lỗ mũi này là bằng silicon đó thì lúc đó cũng si sụp lắm các bạn buồn trời ơi, không dám bước ra đường luôn không dám gặp ai luôn mắc cỡ rồi này nọ nhưng mà cũng vậy thế rồi mình mình quyết định là mình phải sống tiếp thôi bây giờ mình có đau có buồn có này có nọ có cái gì nó thì cuộc sống nó vẫn tiếp diễn thấy không mình phải đối mặt với nó cho nên là quyết định là, là là là, đi mổ lần hai mổ để kéo cái mặt xuống và đắp cái đồ giả lên đây đó rồi uh, uh, đi sửa lỗ mũi độn uh, độn silicon đồ vô để cho nó nhìn nó, nó đỡ có ghê chứ lúc đó nhìn ghê lắm các bạn nhìn nó dị hỏm lắm thì các bạn nghĩ coi cái mặt mình mà tự nhiên nó bị lõm vô một khúc vậy nè bằng cái nắm tay nè đấm mà nó lúng vô vậy thì nó rất là dị đó thì mình nghĩ là thôi mình phải bước tiếp thôi chứ mình đâu có dừng lại đây đâu đó thế là mình uh, các bạn biết là ví dụ như bị tai nạn bất tỉnh chưa vô bệnh viện chụp thuốc mê thì đâu có gì để nói nhưng mà khi chúng ta đang tỉnh táo á thì chúng ta quyết định là chúng ta đi làm một cái kiểu đại phẫu đại phẫu á đại phẫu đây tại vì sao ta phải mổ cái đầu lật xuống rồi mới gọi là gia cố đồ này nọ các thứ trong này thì cái cảm giác nó ghê chứ bạn vô chụp thuốc mê mổ cái đầu ra là cảm giác nó ghê nhưng mà mình nghĩ là phải làm thôi phải làm tại vì nó, nó nó chỗ này nó không có xương thì nó cũng không có bộ bảo vệ cái não của mình được cho nên là ngoài cái chuyện thẩm mỹ ra thì mình vẫn phải phải làm để nó có một cái lớp vỏ nó bảo vệ cái cái chén của mình đó cho nên là vẫn quyết định làm phải làm để mà nó 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 cuộc sống nó vẫn tiếp diễn mà thì uh, qua cái sự cố đó nó cũng rèn luyện cho cho bản thân mình thứ nhất là không có được cẩu thả nè phải biết suy nghĩ tới hậu quả nè làm gì cũng phải suy nghĩ hậu quả quan trọng nhất nó làm cho cái nội lực của mình nó mạnh lên các bạn nói chung là mình gặp cái bất kỳ một cái bất hạnh nào đó bất kỳ một cái sự cố đáng tiếc nào đó cái lần đó của mình là lớn á tưởng là, là chết luôn á bác sĩ tiên lượng xấu á mà hên là mình 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 tỉnh lại được cái chứ bất tỉnh mấy ngày á bác sĩ là tiên lượng xấu rồi đó thì cũng qua cái sự cố đó nó làm cho mình mạnh mẽ lên rồi biết suy nghĩ trước sau hậu quả thì mình nghĩ đây cũng là một cái một cái, cái, cái nhân để cho mình tỉnh ra chứ hồi đó mình hồi lúc mình còn trẻ là mình rất là vô tư chơi đồ không nghĩ hậu quả ăn nhậu chạy xe đồ này nọ cái thứ nói chung là tại vì chưa đi mưa chưa thấy lạnh mà đâm ra là mọi thứ nó, nó vậy đó. đó thì các bạn thấy là nhờ nhờ sau cái sự cố mà té xe nặng đó con người mình cũng thay đổi rất là nhiều biết suy nghĩ hơn đồ này nọ cái thứ Rồi nó cũng rèn luyện cái bản lĩnh của mình nó, 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 nó mạnh mẽ hơn khi gặp sự cố là chúng ta nên tỉnh táo bình tĩnh mà đối mặt với nó để mà chúng ta giải quyết ra những cái những cái khó khăn đó ha chứ không nên suy sụp rồi rất là nhiều nhất là nhiều cái kiểu dạng giống như vậy đó thì à, à, muốn chia sẻ với các bạn một chút những cái câu chuyện như vậy đó thì cũng cảm ơn mọi người cảm ơn những cái khán giả cảm ơn những cái bạn mà gọi là fan cứng À, luôn 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 ủng hộ mình trong những cái uh, dự án mới của mình nói chung thì cũng không có hoành tráng gì lắm chỉ là vui vẻ phục vụ cho mọi người tại vì uh, các bạn biết khi mình quay clip á mình ý thức được mình quay clip á là để phục vụ cho mọi người coi nhưng mà cái người đầu tiên vui vẻ đó là mình tại vì mình đang uh, đang được làm cái công việc mình yêu thích và nó cũng tạo ra giá trị gì đó đó thì uh, nó, nó làm vậy thì cái gu của mình đó là mình mình làm để mình gọi là mình show cái bản thân mình ra chứ mình không phải là một kiểu diễn viên để mà làm theo một cái kịch bản hoặc là ví dụ như có những cái đang chen đang hot rồi này nọ thì à, mình cũng không muốn lấy cái đó làm một cái cái nội dung hoặc có một cái bàn đạp gì đó để mình đào sâu vô thì mình cái gu của mình không thích như vậy đó thì à, cái này các bạn biết đó là à, Nước cái lại nãy giờ nó rút lâu lắm rồi. Nhưng mà giống như chúng ta học lý chúng ta gọi là cái gì? Hai bình thông nhau á các bạn. Nước ở ngoài ở ngoài sông nè, nước ở ngoài sông nó lên rất là cao. Nó lên ngang với mặt nước này luôn. Đây. Đây là nước này á là nước ở ngoài sông nó vô, cái chỗ đó là cái bọng nước, nước ngoài sông nó vô thì thứ nhất là chiều nước đang rất là cao ha. Thì cái mặt nước này nè nó bằng với cái mặt nước bên kia đó, nó bằng những mặt nước ăn kia và ở dưới này nó có cái đường thông nhau thì đây là bên vật lý nó gọi là hai bình thông nhau cho nên hai cái mặt nước của nó cân bằng chính vì vậy mà mình xả nước hồi nãy giờ á để mình trà hồ quá này nó không rút hết nó mới tới đây thôi nó mới nó mới tới đây là nó ngưng rồi hy vọng là lát nữa nước ngoài sông nó nó rút đi á, thì cái này nó sẽ sẽ rút theo ha các bạn ha cho nên là chắc hay không tiếp tục cái này được rồi tại vì nó cứ dừng ở đây hoài à đợi nó xuống hết mình mới chà rửa được. thì uh, trong lúc mình chà rửa cái này để uh, mình sẽ làm một cái có một cái uh, gọi là một cái, cái 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 công trình nhỏ nhỏ ở đây để mà mình uh, thay đổi cái gọi là uh, không gian vườn nó chút đỉnh uh, cho coi phong thủy rồi nó tươi không. thì uh, trong lúc mà chà rửa như thế này thì cũng tâm sự với các bạn một chút như vậy đó. nói chung là cuộc sống này á mà cái này mình là nhiều người cứ thấy mình cười cười nói nói lúc nào cũng vui vẻ thì các bạn nghĩ là mọi chuyện đối với mình nó rất là thuận lợi ha. Rồi các bạn nhìn cái background của mình các bạn thấy ơi. Nhà cửa như vậy thì đâu có gì đâu phải phiền phiền não. Nhưng mà thật ra là mình là thuộc dạng phiền não cũng tương đối nhiều nhưng mà bản thân mình biết cách xử lý nó. Biết cách uh, uh, gọi là giải thoát giải tỏa cho nó, mình không có bị căng thẳng trên à, cuộc sống của mình gặp rất là nhiều cái chuyện nó bất như ý của mình bất như ý mình thôi nha chứ không phải là những cái gì đó ví dụ như mình muốn mình muốn ăn kem la mà đời đưa tới cái kem dâu nói chung là vẫn ngon nhưng mà nó không như ý nói chung là vậy à, thì ý mình muốn nói với các bạn là cuộc đời này có những chuyện nó bất như ý thì nó xảy ra nhiều hơn là cái chuyện như ý cho nên là cái 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 cách mà chúng ta đối mặt với nó đó là phải mạnh mẽ lên đừng có đầu hàng những cái chuyện xấu thì từ từ nó nó cũng sẽ qua thôi ha thì mình này là mình nói chung nha chứ không phải là đang trong mùa world cup rồi mình uh, gọi là mình uh, mình nói về nó đâu, không phải vậy, đó, này là mình nói chung vậy thôi. tại vì cuộc sống bây giờ nó 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 rất là nhanh, nó diễn ra rất là nhanh và nó nó có nhiều cái chúng ta không ngờ tới. Đó, thì chúng ta phải uh, khả năng thích nghi của chúng ta phải cao thì chúng ta sẽ sống tốt được. còn khả năng thích nghi chúng ta thấp quá thì chúng ta mình mình nghĩ là sẽ rất là khó khăn á, lúc nào cũng làm việc thì quá sức mà không thu được bao nhiêu Rồi mệt mỏi rồi quạo quọ Rồi ảnh hưởng tới gia đình con cái Rồi tùm lum tà la hết trơn á Cho nên là cái khả năng thích nghi chúng ta cũng phải nhanh Tính cách chúng ta cũng phải mạnh mẽ lên Và cái góc nhìn chúng ta phải thoáng lên đó, Phải vui vẻ lên đó, Thì cuộc sống nó mới dịu dàng nhẹ nhàng được Ok mọi người ha Rồi à, Mọi người muốn biết à, mình sẽ thay đổi cái góc này như thế nào Thì hẹn mọi người ở clip sau ha Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe Bye bye